chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Đập tan chiến dịch cú đấm thép của tình báo Hoa Nam trong cuộc tập kích giải cứu tù binh Trung Quốc tại Quảng Ninh. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị thông tin cực nóng liên quan đến vụ đột kích vào Quảng Ninh trong một chiến dịch mang mật danh cú đấm thép của tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Trong việc giải cứu 61 tù binh Trung Quốc bị bắt trong các vụ đâm va và đụng độ trên khu vực Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước thời gian qua. Đây là cuộc tập kích của quân đội Trung Quốc bằng máy bay trực thăng vào một trại giam ở ngoài ô phía tây thị xã Tiên Yên, Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội chừng 250 km. Được biết, vụ tập kích diễn ra vào đêm ngày 7 tháng 3, rạng sáng ngày 8 tháng 3 vừa qua, do Trung tá lực lượng đặc nhiệm Giao Long với biệt danh Rái Cá trực tiếp chỉ huy nhằm giải thoát số tù binh trên. Diễn biến của tập trận, kịch tính đầy phiêu lưu và mạo hiểm này của phía Trung Quốc như thế nào và kết quả ra sao, mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình thời sự hôm nay. Kính thưa quý vị, sau thời gian dài xảy ra các cuộc chạm trán trên Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều tàu Trung Quốc bị đứng chìm khi cố tình xâm phạm vào vùng lãnh hải của Việt Nam và có nhiều lính hải quân Trung Quốc đã bị bắt làm tù binh và được đưa vào giam giữ tại nhiều trại giam ở khu vực miền Bắc và miền Trung, trong đó có Quảng Ninh. Trung Quốc cũng đã từng có vào phi vụ nhằm giải cứu tù binh nhưng đã bị thất bại hoàn toàn, như trong vụ giải cứu phi công ở ngoài ô Hà Nội mà chúng tôi đã từng đưa. Phi vụ lần này, để giải cứu khoảng 61 tù binh, tình báo Hoa Nam đã mở chiến dịch mang mật danh cú đấm thép do Trung tá Hồ Hải thuộc đặc nhiệm Giao Long chỉ huy. Theo các nguồn tin thu thập chúng tôi có được, vụ tập kích này được phía Trung Quốc gọi là cuộc hành quân đặc nhiệm Rồng Xanh. Lực lượng đặc nhiệm tham gia gồm 56 quân nhân Trung Quốc được chọn từ lực lượng đặc biệt số 6 và số 7 tại căn cứ hải quân ở Lô Châu và Hải Nam. Để thực hiện cuộc tập kích này, đặc nhiệm Giao Long đã trải qua hơn 70 lần diễn tập với sự tham gia của hơn 100 lính đặc nhiệm, 28 máy bay, gần 20 phi công trực thăng giỏi nhất của Trung Quốc. Trước đó, tình báo Hoa Nam tại Việt Nam đã nỗ lực tiến hành điều tra, thu thập tin tình báo về tù binh Trung Quốc đang bị giam giữ ở miền Bắc và Trung Việt Nam. Căn cứ vào tin tình báo, phía Trung Quốc tin rằng ở trại giam tại Quảng Ninh có 61 tù binh Trung Quốc. Kế hoạch tập kích đã được đề ra với sự phối hợp của cơ quan tình báo Hoa Nam, tình báo quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Một kế hoạch giải thoát tù binh đã được Tập Cận Bình phê duyệt, đồng thời chỉ định một nhóm chuyên gia lên kế hoạch chi tiết để thực hiện. Kế hoạch chi tiết này được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, thu thập tin tức tình báo. Giai đoạn 2, tuyển mộ và huấn luyện. Giai đoạn 3, hành động. Được biết, trại giam tù binh Trung Quốc ở Quảng Ninh không lớn, xây dựng theo phối trí hình vuông, mỗi chiều dài 45m, xung quanh có tường cao 3m với dây kẽm gai. Trại nằm bên bờ sông Tích, xung quanh trại là ruộng lúa nước. Tù binh Trung Quốc được ở trong 4 dãy nhà láng trại cấp 4 với 3 vòng gác bao quanh tường rào của trại. Vị trí của trại cách Hà Nội 120 km về hướng Tây Bắc theo đường chim bay. Trại giam giữ khoảng 61 tù binh Trung Quốc. Xung quanh khu vực của trại, về phía nam, cách trại 400m, là trường phổ thông cấp 3 Minh Tây và cách 700m là trường Hữu Nghị 80, cách đơn vị quân đội Việt Nam 5km ở phía nam, là trường sĩ quan pháo binh ở ngã Ba Tâm. Và 8km phía tây nam là cơ sở huấn luyện của sư đoàn 12, được ước tính khoảng 10.000 binh lính thuộc quân đoàn 1. Trong giai đoạn 1, phía Trung Quốc cho thu thập tin tức tình báo. Cuối tháng 2, trại tù Quảng Ninh đã được nhóm tình báo Hoa Nam xác định được vị trí. Nhóm tình báo đặc nhiệm này được thành lập với nhiệm vụ là theo dõi các tù binh Trung Quốc bị Việt Nam bắt giữ, xác định địa điểm tù binh bị giam giữ ở các trại giam giữ nhằm mục đích thông báo cho họ biết. Theo tin thu thập được của tình báo Hoa Nam lúc bấy giờ, trại Quảng Ninh đang giam giữ khoảng 61 tù binh. Sau khi xác định được vị trí của trại giam tù binh, không quân Trung Quốc tiến hành nhiều chuyến bay bí mật thám sát.
chụp ảnh khu trại giam và xung quanh. Nhóm tình báo đặc nhiệm của Hoa Nam tình báo cục cũng phát hiện cách trại giam Quảng Ninh 32 km còn có một căn cứ không quân, sân bay Đà Phúc. Như vậy, cuộc tập kích giải cứu tù binh phải được tiến hành chớp nhoáng để tránh sự viện binh mau lẹ từ căn cứ không quân này. Một điều rất quan trọng mà lực lượng tình báo Trung Quốc không thu thập được là trước đó khoảng 1 tháng trước, khi Trung Quốc cho tập kích vào đêm ngày mùng 7, toàn bộ số tù binh Trung Quốc bị giam giữ ở đây đã được di chuyển đến một địa điểm bí mật khác. Cho dù không quân và các nhóm tình báo Trung Quốc bằng nhiều phương tiện nghiệp vụ mà không nắm được tin tức rất quan trọng này. Trong giai đoạn 2, phía Trung Quốc cho tuyển mộ và huấn luyện. Giai đoạn này, Hải quân Trung Quốc tuyển dụng các binh lính đặc nhiệm giao lâm và huấn luyện cho họ. Trong khi đó, bộ phận tình báo kết hợp cùng không quân Trung Quốc tiếp tục thu thập tin tức, chụp ảnh vùng Quảng Ninh và lân cận. Giai đoạn 3, hành động. Được biết, chiến dịch này đã được tình báo Hoa Nam nghiên cứu rất kỹ, từ việc tính đường kính cây trong sân trại giam đến việc hy sinh một chiếc trực thăng để dùng cánh quạt trực thăng dọn bãi cho những chiếc khác hạ cánh. Từ việc tính toán nhiên liệu của chiếc trực thăng làm sao khi đến nơi phải hết nhiên liệu để không gây cháy, đến việc chia người của chiếc bị nạn này lên những chiếc khác, nhiệm vụ điểm danh trước khi cất cánh v.v. đều nằm trong chương trình. Kế hoạch này cũng không chấp nhận việc bắt tù binh để tiết kiệm tối đa thời gian. Lệnh thi hành được phê chuẩn và ban bố vào ngày 5 tháng 3. Nhóm binh lính thuộc đội đặc nhiệm sau thời gian huấn luyện đêm ngày 7 tháng 3 được đưa lên máy bay vận tải C-141. Các binh lính này không mặc quân phục và cũng không đeo phù hiệu của bất kỳ đơn vị nào của quân Trung Quốc. Nhóm đặc nhiệm được tập kết tại tàu sân bay Liêu Ninh. Đêm ngày 7 tháng 3, nhiều máy bay tiêm kích của Trung Quốc cố tình xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Một số tốp thả pháo sáng ở Hải Phòng để đánh lạc hướng lực lượng phòng không, tạo điều kiện cho trực thăng chở quân tập kích Trung Quốc thâm nhập. Lúc 23 giờ, máy bay lên thẳng chở quân tập kích rời tàu sân bay Liêu Ninh bay vào hướng Quảng Ninh. Có nhiều máy bay dẫn đường, tiếp dầu, hộ tống. 103 đặc nhiệm Trung Quốc được 3 chiếc trực thăng cỡ lớn HH-53 chở đến mục tiêu. Cùng đi với 3 trực thăng này còn có một chiếc C-130 dẫn đường cùng 2 chiếc C-141 dự kiến sẽ chở tù binh từ Quảng Ninh. Nhưng đây cũng chỉ là một nhóm trong hơn 100 chiếc máy bay đủ loại trực thăng, một tàu sân bay tại Vịnh Bắc Bộ mà Trung Quốc đã huy động tham gia chiến dịch này. Khi đến vùng trời Quảng Ninh thì đã quá 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3. Chiếc HH-53 số 3 tách khỏi biên đội, bay vòng sang bên trái. Đội A1 cũng lượn vòng trên vị trí đợi lệnh. Lúc này chiếc C-130 thả pháo sáng. Chiếc HH-53 số 1 lao xuống, nhắm thẳng vào chò canh của trại tù và dội xuống đó một trận hỏa lực khủng khiếp rồi bay sang vị trí đợi lệnh. Vào 2 giờ, các máy bay đáp xuống và đổ quân ở khu vực tập kích. Trong đó, một chiếc hạ ngay xuống sân trại giam. Nhóm đặc nhiệm Trung Quốc đã dùng loa kêu gọi tù binh phá trại giam, đánh phá một số mục tiêu, tắt thông tin liên lạc hòng ngăn chặn lực lượng chi viện của phía Việt Nam. Chiếc trực thăng biệt danh Quả Táo số 1 thuộc nhóm chi viện đã đổ bộ nhằm xuống trường đảng của tỉnh Quảng Ninh, cách trại tù 400m về phía nam. Trước khi rút ra ngoài, lính đặc nhiệm Trung Quốc đã xả súng bắn thiệt mạng 3 cán bộ an dưỡng khi họ đang ngủ và đốt phá cơ sở. Trên đường tiến quân tới mục tiêu, toán lính trên chiếc trực thăng này còn đạp cửa xông vào một trong 3 ngôi nhà dân có thắp điện sáng. Một người mẹ và 3 trẻ nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng súng, vội chui xuống gầm giường. Một lính Trung Quốc soi đèn pin và phát hiện ra họ. Lính Trung Quốc bắn trọn một băng tiểu liên vào người phụ nữ và 3 đứa trẻ. Bà Nguyễn Thị An, 48 tuổi và cháu gái Lê Thu Hương, 12 tuổi, chết ngay tại chỗ. Cháu gái Lê Thu Nga, 15 tuổi và cháu trai Lê Việt Tuấn, 9 tuổi, bị thương rất nặng bởi trúng nhiều phát đạn. Cùng lúc đó ở trại Quảng Ninh, Trung tá Hồ Hải đã chỉ huy toán đặc nhiệm phá khóa đột nhập vào từng buồng giam. Hầu hết các phòng đều trống không, nhưng trong một căn buồng nhỏ, toán đặc nhiệm thấy 6 người đàn ông không có vũ trang đang cởi trần ngủ. Đây là nhóm gác trong coi trại giam sau khi tù binh đã chuyển đi nơi khác. Lính Trung Quốc xả súng giết cả 6 người.
Một điều hết sức bất ngờ là số tù binh Trung Quốc đã được chuyển đi nơi khác gần một tháng trước đó. Nên sau khoảng nửa giờ tấn công vô ích, quân Trung Quốc đã lên máy bay rút về tàu sân bay. Một trực thăng HH-3 bị vướng vào cây, không bay lên được và bị lính Trung Quốc ném thuốc nổ phá hủy để khỏi rơi vào tay quân đội Việt Nam. Một chiếc F-105 thuộc phi đội đánh lạc hướng bị bắn rơi do trúng tên lửa phòng không. Một chiếc F-105 khác bị hư hại do tên lửa nổ gần. Đây là trận tập kích táo bạo, liều lĩnh được lên kế hoạch đến từng chi tiết của không quân Trung Quốc, nhưng đã thất bại và không đạt được mục tiêu đề ra. Thực ra, ngay từ sớm, an ninh quân đội và tình báo Tổng cục 2 Việt Nam đã nắm được sơ bộ về vụ tập kích này. Trước đó, phía Việt Nam đã nhận được tin tức rằng Trung Quốc sắp tập kích vào Quảng Ninh để giải cứu tù binh. Tin tức đến từ một sĩ quan tình báo Hoa Nam làm việc cho Việt Nam. Bộ Công an đã quyết định chuyển tù nhân đến một trại dự bị nằm cách đó 15 km và bố trí một lực lượng mai phục ở trại. Có thể phán đoán những bức ảnh hồng ngoại của Trung Quốc chụp trước khi tấn công vẫn thấy có người ở trong trại là do binh lính Việt Nam phục kích. Nhưng vì không biết chính xác ngày giờ nên sau khi chờ mấy tuần không thấy, tưởng Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch nên quân đội Việt Nam đã rút đi. Việc Việt Nam rút quân đã bỏ lỡ cơ hội phục kích, tiêu diệt toàn bộ lực lượng đặc nhiệm này. Nhưng phía Trung Quốc cũng đã phải gánh lấy tổn thất nặng nề trong phi vụ này. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Chiến thuật của phi công Ukraine trong màn cận chiến lược dưới hỏa lực Nga. Phi công Ukraine đã kể về những chiến thuật được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga trong các cuộc giao tranh từ trên không. Ba trực thăng Mi-8 cất cánh từ một căn cứ bí mật ở Ukraine và bay ở độ cao thấp để chuẩn bị cho trận chiến kéo dài ở 3 mét nhằm vào các mục tiêu của Nga. Khi đến gần thành phố miền đông Ukraine, từng trực thăng đột ngột bay lên, phóng rocket vào mục tiêu, lao mạnh rồi quay trở lại căn cứ, lướt trên mặt đất. Phi công Petro đã kể lại sau nhiệm vụ kéo dài 30 phút rằng mục tiêu của trực thăng Ukraine là một tuyến công sự của đối phương bao gồm binh lính trên mặt đất, xe bọc thép và kho vũ khí. Công sự nằm gần thành phố Severodonetsk mà quân đội Nga đã kiểm soát vào mùa xuân năm ngoái ở phía đông bắc của Bakhmut. Bakhmut cũng là nơi binh lính Ukraine gần như bị bao vây nhưng vẫn cầm cự được trong bối cảnh cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự hơn một năm trước, các phi công trực thăng Ukraine đã lái những chiếc Mi-8 cũ kỹ và những chiếc Mi-24 lớn hơn trong các nhiệm vụ chiến đấu hàng ngày. Mới 23 tuổi nhưng Petro cho biết đã thực hiện khoảng 50 nhiệm vụ chiến đấu. Khi trực thăng của Petro được tiếp nhiên liệu và lắp tên lửa mới, phi công Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công mới nhất vào buổi sáng từ một căn cứ bí mật. Trước chuyến bay, chúng tôi chọn đường bay, sử dụng các ứng dụng đặc biệt để giữ trực thăng ở độ cao thấp nhất có thể. Ví dụ, nếu chúng tôi thấy độ cao 180m là quá cao, chúng tôi tìm những nơi thấp hơn và sẽ bay ở độ cao 130m, 100m. Mục đích bay thấp để không bị radar của Nga phát hiện và họ không biết rằng chúng tôi đang đến, Petro nói, trong chiếc áo trùm đầu che kín trừ đôi mắt. Một camera của hãng tin AFP đã được lắp trong buồng lái trực thăng, ghi lại những thước phim về nhiệm vụ chiến đấu của phi công Ukraine. Khi chúng tôi cách mục tiêu 6.200m, chúng tôi nghiêng 20 độ. Sau đó chúng tôi phóng tên lửa, 15 quả mỗi bên, Petro kể lại. Trong video, ngay khi khai hỏa, các tên lửa bắn ra từ chiếc Mi-8 để lại một cột khói đen phía sau. Trực thăng ngay lập tức lao vào một khúc cua hẹp sang trái và hạ độ cao để bay về căn cứ. Những chiếc Mi-8 khác, mỗi chiếc gồm một phi công và phi công phụ, lần lượt khai hỏa. Lộ trình trở về khác với lộ trình xuất kích để không rơi vào bẫy của các hệ thống phòng không Nga. Ở tiền tuyến, các đơn vị bộ binh được thông báo về thời điểm trực thăng tấn công. Sau đó họ triển khai máy bay không người lái để kiểm tra kết quả. Nếu mục tiêu chưa bị bắn trúng, một cuộc tấn công khác dựa trên dữ liệu đã điều chỉnh sẽ diễn ra sau đó. Khi bắt đầu xung đột, chúng tôi không có máy bay không người lái. Khi đó các nhiệm vụ phức tạp hơn và kém hiệu quả hơn. Nhưng vào mùa hè, chúng tôi bắt đầu nhận được máy bay không người lái và các thiết bị khác. Hiện tại, chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn. Tôi chưa thừa nhận. Nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhiệm vụ khó khăn nhất của Petro diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm ngoái tại tỉnh Mykolaiv ở phía nam. Chúng tôi có 4 trực thăng và mục tiêu
là một đoàn xe quân sự dài đang trên đường đến nhà máy hạt nhân Zaporizhia, nhà máy lớn nhất ở châu Âu và hiện do Nga kiểm soát, Petro nói. Chúng tôi nhìn thấy mục tiêu cách đó khoảng 2 km. Chúng tôi đã báo cáo rằng mục tiêu không di chuyển, nhưng thực tế là đoàn xe đang di chuyển và chúng tôi đột nhiên nhìn thấy, Petro nhớ lại. Các trực thăng Ukraine sau đó bị tấn công. Hai trực thăng của chúng tôi bị phá hủy, chiếc thứ ba bị hư hại và tôi may mắn ngồi trên chiếc thứ tư. Tôi không bị trúng đạn, chỉ có hai trực thăng trở về căn cứ, Petro nói thêm. Một nguồn tin quân sự cho biết khoảng 30 phi công trực thăng Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Vấn đề khó khăn nhất là khâu chuẩn bị, quyết định sẽ làm gì và bay theo hướng nào để tiếp cận mục tiêu. Vì chúng tôi không biết hết tình hình trước khi bay và không thể chắc chắn được điều gì. Tuy nhiên, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến khi chúng tôi bước vào trận chiến, phi công Ukraine nhấn mạnh. Một khi bạn khởi động động cơ, nỗi sợ hãi sẽ biến mất vì chúng tôi đã được huấn luyện để làm công việc đó và chúng tôi tin vào bản thân, tin vào quyết định của mình. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu chuyến bay mà không sợ hãi, Petro chia sẻ. Petro mơ ước được lái trực thăng tối tân Black Hawk của Mỹ, nhưng phi công Ukraine không đánh giá thấp dòng Mi-8, cho rằng nó không hoàn hảo nhưng vẫn hoạt động tốt và chúng tôi hiểu rõ về nó.